với một trong những nhóm nhảy của thành đoàn Dara và hy vọng các bạn ấy cũng sẽ tiếp tục với niềm tự hào thành phố thân yêu chúng ta thể hiện được sắc màu cá tính độc đáo trong đêm nay. Hãy chào đón nhóm nhảy được mang tên Trần Phú Dance. Wow!
đó chính là một trong những nhóm nhảy sơ hữu được số lượng khán giả hâm mộ rất đông đảo trong đêm nay. Vỗ tay cho Trần Phú Dance rất hấp dẫn, càng lúc thì không khí chúng ta càng nóng hơn. Và bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo với thông điệp tuổi trẻ năng động và sáng tạo, và với những kỷ niệm và những kinh nghiệm được trao dồi bởi phong trào đoàn hội, thì đoàn trường Đại học Đà Lạt với những thanh niên rất ưu tú đang sẵn sàng để cống hiến hết sức mình trong đêm nay, xin đón chào nhóm thi Hello Team. We'll be right back.
Sĩ khách mời quý vị nha. Nam ca sĩ tiếp theo, hình ảnh của anh ấy